khô giả với ớt. Món này mình thấy ở Tây Bắc ăn khá là nhiều. Thường thì mình thấy các bạn làm cá nục, cá và ớt đem đi nướng. Giả ăn với cơm nhìn cũng hấp dẫn lắm. Sau khi giả xong thì đem đi rang. Mà công nhận ăn cũng bắt cơm lắm nha. Cá khô nó thơm mặn mặn, giả với ớt ăn cay nồng ngon lắm. Cá hố tươi thì chắc cũng có nhiều bạn ăn rồi ha. Nhưng mà cá hố làm khô ăn cũng cực kỳ ngon. Cá này là chồng mình mua vào lúc buổi chiều vừa mới cập bến. Có cá hố là chuẩn bị đến mùa gió bắc, vì gió bắc sẽ có cá ít hơn, không có cá nhiều hơn những tháng trước. Còn đây là cách xẻ của một con cá hố như thế này. Như chỗ mình thì mình sẽ rút hết xương nó ra luôn. Sau khi làm xong thì mình sẽ ướp một xíu muối và bột ngọt. Cá hố tươi hay khô cũng làm được nhiều món lắm. Phơi cá nếu mình quay kỹ cho các bạn xem thì các bạn sẽ thấy cũng có ruồi nha. Và bạn thấy con ong nó đang gấp thịt con cá tươi không? Còn đây là cá sau khi mình phơi khô một ngày. Do hôm nay trời nắng gắt á, và phơi ra con cá nó thơm lắm. Ra cái mẹt này là chỉ có nửa ký thôi, nửa ký là 30 con luôn đó. Cá hố thì các bạn có thể chiên, nướng, ram đều được hết. Hoặc nấu canh cà cá khô ăn cũng ngon nữa. Do con cá hố nó dài nên mình sẽ nhỏ nó ra bớt. Trời ơi, cái này mà chấm với nước mắm thì còn gì bằng hơn nữa. Cá hố càng chấm nước mắm càng mặn thì ăn nó sẽ càng ngon. Ăn với một tô cơm nóng hoặc cơm nguội đều ngon cả. Món này mà không ăn thì lâu lâu lại thấy thèm ghê lắm.